Thưa quý vị, năm 2024, Sở Tư pháp đã thực hiện có chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong kết luận số 80 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật hòa giải ở cơ sở, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật 9 tháng 11 được tổ chức xuyên suốt trong năm 2024 như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời tuyên truyền, truyền tải các văn bản pháp luật mới, các thông tin pháp luật về phòng chống tội phạm đến với cán bộ và nhân dân, nhất là người dân ở cơ sở. Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua luật số 14, luật phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Luật phổ biến giáo dục pháp luật ra đời đã quy định và khẳng định hơn nữa quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân. Tại điều 8 của luật phổ biến giáo dục pháp luật quy định, ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân. Để nâng cao chất lượng hiệu quả, tiếp tục phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng về pháp luật đáp ứng yêu cầu tình hình mới, vừa qua ngày 4 tháng 11 năm 2024, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật. Qua đó cũng nhằm góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cả 3 cấp có điều kiện gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật. Hội thi được tổ chức cũng như là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Hôm nay nhân ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh có tổ chức hội thi tuyên truyền viên báo cáo viên cho anh em tuyên truyền viên báo cáo viên. Thì tôi rất là hào hứng khi tham gia hội thi này bởi vì đây là một dịp để anh em tuyên truyền viên báo cáo viên có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và để từ đó trở về địa phương chúng tôi thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Trong năm 2024, Sở Tư pháp đã tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa 15 thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội, các văn bản quy định pháp luật gắn liền với tình hình thực tế của địa phương, các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tập trung tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, trộm cắp tài sản, sử dụng pháo trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hiện nay toàn tỉnh có 183 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 212 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1119 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức 3 cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật dành cho toàn thể cán bộ và nhân dân, một hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho lực lượng vũ trang. Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 và kế hoạch thực hiện đề án năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành công văn hướng dẫn rà soát kiện toàn đội ngũ tập huấn viên, hòa giải viên và tổ hòa giải cơ sở. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận 11 tập huấn viên cấp tỉnh. Bên cạnh đó còn tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành công văn hướng dẫn tăng cường công tác hòa giải cơ sở để góp phần phòng ngừa tội phạm, tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác hòa giải cơ sở năm 2024 và tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở dành cho tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đơn vị có cử tôi tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi pháp luật tỉnh Tây Ninh năm 2024. Nội dung tôi tham gia hội thi đó là một số quy định về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất nhập cảnh qua biên giới. Bởi vì xuất phát từ cái thực trạng một số người dân
nhất là người dân trên biên giới thường xuyên qua lại làm ăn, nhưng cũng chưa nắm được các cái quy định của pháp luật về việc mang tiền mặt khi xuất nhập cảnh. Vì vậy, trong nội dung hội thi hôm nay, chúng tôi không chỉ muốn là tham gia hội thi mà chúng tôi còn muốn làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho mọi người, nhất là quần chúng nhân dân về việc chấp hành các cái quy định của pháp luật. Bởi vì mỗi người dân, nhất là người dân biên giới, chấp hành đúng các quy định của pháp luật thì sẽ góp phần cùng với bộ đội biên phòng chúng tôi giữ vững an ninh biên giới quốc gia. Vì mỗi người dân chính là một cột mốc sống trên biên giới. Cho nên nội dung thi của chúng tôi hôm nay vừa là để thi, cũng vừa là để học hỏi giao lưu với các bạn trong hội thi hôm nay, để chúng tôi về tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn biên giới. Xin hết. Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được các cơ quan, tổ chức địa phương và đông đảo nhân dân hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần khơi dậy ý thức công dân, xây dựng lối sống thượng tôn hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng và thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội, văn hóa pháp lý cho mọi cá nhân trong cộng đồng. Qua chương trình giáo dục phổ biến pháp luật thì tôi đã học hỏi được nhiều kiến thức từ các điều luật mà để phục vụ cho quá trình công tác của bản thân, cũng như tuyên truyền tới các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hiểu rõ hơn về các điều luật để chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm luật. Quá trình chuẩn bị cho cuộc thi thì chỉ huy đơn vị cũng là tạo điều kiện để tập luyện cũng như sử dụng các tiết mục để phục vụ cho hội thi. Hội thi là dịp để tôi trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng trong việc tuyên truyền, cũng là dịp để giao lưu giữa các đơn vị, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài quân đội. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật giỏi. Đây là nơi giao lưu, học hỏi và trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, qua đó nâng cao được kiến thức pháp luật cho bản thân, giúp bản thân tôi có thể làm tốt công tác tuyên truyền tại địa phương. Trong năm 2024, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu triển khai các chương trình đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn tỉnh, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình đề án từ trung ương đến cơ sở. Việc triển khai thực hiện các chương trình đề án về phổ biến giáo dục pháp luật được Sở Tư pháp lồng ghép vào các chương trình đề án phong trào của địa phương, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành đầy đủ các kế hoạch, công văn hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên toàn tỉnh, đã tiếp tục đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương đi vào chiều sâu, góp phần rất lớn trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân về các chính sách mới của nhà nước. Làm tốt vai trò thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh là cầu nối trọng tâm phối hợp hiệu quả các thành viên Hội đồng tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp. Do đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2024 được triển khai toàn diện từ tỉnh đến cơ sở. Kịp thời tham mưu triển khai các chương trình đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên toàn tỉnh, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình đề án từ trung ương đến cơ sở. Việc triển khai thực hiện các chương trình đề án về phổ biến giáo dục pháp luật được Sở Tư pháp lồng ghép vào các chương trình đề án phong trào của địa phương và các chương trình phong trào do Sở Tư pháp chủ trì đã tiết kiệm được nguồn nhân lực, vật lực, thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả yêu cầu đề ra. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời tuyên truyền chuyển tải các văn bản pháp luật mới, các thông tin pháp luật về phòng chống tội phạm đến với cán bộ và nhân dân, nhất là người dân ở cơ sở. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật không chỉ tổ chức trong một ngày 9 tháng 11 mà được Sở Tư pháp thực hiện xuyên suốt trong năm 2024. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc,
cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quý khán giả thân mến, chương trình truyền thông chính sách của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Thân mến, chào tạm biệt.